Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh của thầy Thành. Thì sáng hôm nay em ra bờ hái rau nó bảo ăn cả nhà. Giờ em mời cả nhà cùng hái rau cùng với em nha. Cả nhà thì nhà em trồng cũng được một số rau muống nhỏ nhỏ nè cả nhà. Này, hôm nay thì rau muống. Thì bên đây thì có rau lan nữa nè. Rau lan thì để chấm với cá mồi ăn cũng được. Dài dài kia cũng nhỏ nhỏ à, chứ không nhiều. Bên đây thì cũng có cụm rau muống nữa nè. Bây giờ em cũng hái luôn cả nhà. Vậy hái cũng được như đây cái nhà, như đây cũng đủ ăn rồi. Vô để rửa rau luôn cả nhà, rửa lặt rau luôn. Cái nhà thì nãy giờ vợ em hôm nay cũng mới rửa con gà nè, giờ vô chặt con gà luôn. Em chặt đi, chặt con gà để hồi ướp cho lâu chút cái nhà. Nó chưa thấm. Mở qua cái gỗ cho nó lọc nước, nó khô nước luôn. Lâu rồi nhà không có ăn lẩu nên hôm nay nó lẩu cả nhà. Thì lúc này còn nhà còn gì nấu cái đó. Gà này cũng mới mua. Sớm rồi vậy. Để đồ gái nè. Nó thôi. Thế là xong cả nhà ơi. Giờ chuẩn bị vô ướp gà thôi. Lâu cả nhà, giờ mượn mẹ xuống ướp gà cả nhà cho nó ngon. Chào cả nhà nha. Giờ mình xuống mình phụ ướp gà cho nó nấu lẩu. Lâu lắm nấu lẩu ăn cả nhà. Lâu lắm rồi không ăn lẩu nên cũng thèm mùi lẩu rồi. Mình bỏ hành tỏi vô ướp luôn. Thơm. Với chai nấu lẩu, lấy lưỡi dao mà. Vậy mình ướp vô chai lẩu thái. Cái này bỏ vô. Bỏ vô nước hay sao ta? Không có đổ vậy luôn á. Nấu hết chai luôn cho nó đậm đặc, cho nó ngon cái nha. Thơm ngon. Cái này nó chắc phải phi xả. Hiện này có xả nữa. Xả khỏi khỏi phi bỏ vô luôn hay được không, hay là phải phi? Phi. Hay hồi phi xả bỏ vô sau. Đây là ướp gà là chỉ chai lẩu với hành tỏi, chỉ tỏi băm nè. Nêm miếng bột ngọt nữa. Cho nó ngon. Nêm nếm thêm. Cho nước bột ngọt đi. Cho nó đậm đà. Mũ hạt lên. Hai muỗng đường.
Rồi để về đi 1 tiếng đồng hồ sau rồi nấu. Có gấp thì nửa tiếng nấu. Cũng đâu có gấp gì đâu. Để đi ướp cho nó thấm cho ngon. Không gấp thì nửa tiếng lát nó chặt nước dừa tươi nấu. Lấy cái nắp dùng ở trong đậy. Để chút về mình xào xả rồi mình làm tiếp. Rồi giờ bỏ tỏi vô với chả vô xào luôn cái vậy. Ngậy lên. Xào nó thơm cái đó thịt gà vô xào. Thì nó vừa vàng thôi, đừng để vàng quá. Dạ. Xào thịt gà cái nữa là nó vàng quá là dùng. Rồi giờ hành phi vàng rồi đổ nấm đông cô vô xào luôn cái vậy. Của người ta thì ta ăn miếng kim chi đồ, kim châm đồ người ta bỏ sau. Còn này giờ ăn nấm đông cô xào luôn cho nó thơm. Thú gầy không có đi chợ được nên không có mua mấy cái nấm kia, không có mua được. Mình giờ có nấm nào ăn đỡ nấm đó đi. Rồi bỏ thịt gà vô xào luôn. Giờ xào cho nó săn lại rồi hồi mình chế cái nước sôi đổ này. Chế nước sôi vô mình nấu lẩu. Rồi anh lấy cái giá anh đổ cái cây nước nóng vô trong cái thau nãy anh tán đi rồi anh đổ vô trong son. Miết nữa đi. Rồi. Đổ nước nóng cho để nó không tanh lên cả nhà. Chắc ai nấu bếp mình cũng biết điều này. Còn bỏ xả vô luôn. Để xào xả rồi giờ bỏ thêm mấy củ xả, mấy xả cây nữa cho nó thơm. Giờ hầm chút nữa đi, rồi múc lên dùng luôn. Nhưng nếm lại rồi múc lên dùng. Rồi đầu bếp chín xuống nếm lại nghe. Ăn sôi rất là ngon. Nãy con xào nó cũng lâu lâu thấy cũng hấp dẫn ngon hết cả nhà. Thì có nấm gì ăn nấm đó, mình đang nấm kim chi rồi mình ăn đông cô được rồi. Cứ về đi chợ rồi khó khăn lắm. Nấm đông cô để mắc hơn nấm kim chi nữa. Thiếu vị chua miếng cái nhỉ, đang thêm miếng tây tắc nữa nè. Được chưa? Ngon rồi. Ngon rồi, bà không đừng chim nữa. Rồi giờ bỏ rau thơm đi luôn. Bỏ ngò gai cả nhà. Hồi dọn lên ăn. Nè mời cả nhà ăn lẩu cùng với nhà em nha. Cũng ngon ngon rồi đó. Nó hổi thơm ngon luôn. Quá thơm luôn. Buổi ăn của nhà em bữa nay đã hoàn thành cái nhà. Đây, lẩu đang sôi rất là ngon luôn. Đây thì rau vườn mới hái sáng. Đây lúc này thì có gì thì nấu cái đó. Thì cũng nấu nấm đông cô rồi bỏ xả rồi vô cho nó thơm nè. Có lá ngò nè. Chấm nước mắm. Ngày hôm nay mời cả nhà cùng ăn lẩu cùng với nhà em cả nhà. Lẩu cũng rất là ngon cả nhà. Ừ, ngon luôn.
lẩu gà nhà nấu cả nhà ơi. Gà này thì cũng như gà tơ, ngon. Rồi bỏ rau vô nhúng luôn đi. Mẹ con bố mà mắng đây mắng đây. Bỏ rau muống rồi được từ từ đấy. Con mắng cay. Đấy, ngon luôn, có nước mắm cay bên đây, nước mắm ớt ớt gừng, ớt chi mỉa cả nhà. Ơi, con ăn lẩu luôn cả nhà ơi. Ăn tô, ăn chén này, còn được miếng bún này nay ăn lẩu với bún ngàn chút, chứ chút là hết chén bún này là tới phần cơm hả? Chào cả nhà nha, mời cả nhà ăn bún với gia đình mình nha. Cho ăn cho. Con gà. Con ăn gì con gấp đi. Để mình thử coi ngon nghe nha. Ngon cái nha, mùi vị thơm như quán nấu vậy. Chua chua ngọt. Vậy ăn gì, ăn thịt gì? Rồi, chua chua giờ thêm chấm mắm cay cay luôn. Rồi em mời cả nhà cục thịt gà luôn. Này, cái này là giống như cái chỗ cái đùi gà vậy nè. Mà đùi gà nãy chừa cái này cái cắm quá. Rồi, ăn hết đi lá nữa. Con làm như ngồi như thằng Thư là. Mẹ ơi, cứ ăn rộn. Mẹ này, mẹ này. Vô miếng gà ngon nè. Nghe da luôn. Đã. Rồi mà. Nóng gì nóng. Nóng mới ngon. Cái này phải ổi. Mẹ của bà nội á. Qua ăn đi. Làm chén luôn cái nhỉ. Ngon à. Ăn có người nè, bỏ đi trống không? Đưa chén này tôi gấp thịt cho. Ăn đúng mình đi. Chấm miếng gà vô nước mắm luôn cái nhỉ. Này. Em bé. Hấp dẫn. Cái ngày em đã ăn hết hai chén cái nhà. Hôm nay cũng xin chào và tạm biệt cái nhà, hẹn cái nhà những video tiếp theo nha. Cả nhà hãy thích thì hãy nấu món này cả nhà. Hôm nay giãn cách lâu quá ăn cũng rất là ngon. Chào cả nhà. Chào cả nhà.